Tin mừng cho Suka hôm nay tiếp tục được mạnh quân tiếp cho 2 triệu để sửa chữa nhà cửa. Hôm nay thì đường vào nhà của Suka nước đã ngập lên như thế này nghe cả nhà. Anh em phải gửi xe ở bên đường lội bộ vào. Vì đây là con đường quê cho nên là đường khá là khó đi. Đổi nước là phải bơi xuồng qua bên kia. Suka hôm nay sẽ gửi tặng quý vị khán giả một bài hát dòng cổ được mang tên Lá Trầu Xanh. Xin mời cả nhà cùng thưởng thức. Trời ơi, cái này có cái áo đẹp quá ha. Cả mì nhon luôn này, đẹp gái dữ trời. Phê với ai? Phê với ai đâu nói rồi. Phê người nào? Hôm nay có đẹp giờ phê với ai chứ? Này em đây để con lấy nước uống. Điện ngoài nè. Ê, ai trong cái áo vậy? Suka với ai? Suka đó hả? Trời ơi, in hình lên áo luôn. Bây giờ mà có áo đẹp mình phê với ai trước nè Suka? Này thấy mập lên ha. Này Suka thấy mập lên. Ăn cơm nhiều. Này ăn cơm mập lên ha. Chạy vòng vòng luôn. Chưa đợi nó. Rồi ăn cơm nè, ăn cơm. Cơm gì? Mua cái gì? Cái này là cơm như vậy trời. Cái này mua hết người ta cho vậy? Mua không. Mua hả? Má tiền luôn à. Mua hết nhiều. Nãy mua hết nhiêu tiền? Mua mấy chục ngàn rồi. Ồ, mua mấy chục ngàn hết gì? Gần trăm ngàn. Mua đãi ai mà mua giữ thằng gì Suka? Mua đãi cho ai? Nhìn đó hả? Anh nào? Mua đãi cho anh nào? Anh Linh. Linh nữa? Linh hoài luôn á. Thằng Linh. Thằng Linh. Mua đãi cho mọi người. Ông nào con bị ăn cơm chưa? Chưa. Thằng 1 giờ rưỡi mua okay. 43 rồi đó. Gần 12 giờ rồi đó. Suka ơi, hôm qua thấy cái anh người bị ăn mới sao Suka? Không. Đó được không? Cũng được, anh cũng hiền ha. Hiền hả? Ừ. Tại tóc anh gì đó màu vàng cái gì đó. Thấy dễ anh thương. Cùng. Thấy dễ thương không? Anh ảnh Vinh Linh này dễ thương, với anh Trường ba người chọn người nào? Thấy anh Hở cũng dễ thương nè. Không được. Chứ hả? Ba người đó, anh Trường sánh đi. Anh Trường dạ. Với anh Hiếu Vinh Linh anh nào giờ thương nhiều nhất? Ba người vậy đó, ba tên đó coi sao. Anh Linh thương nhiều. À. Mấy anh kia, tới ai nữa? Với cái anh hôm qua. Ừ, tới ai nữa? Dạ đó, hết. Giờ anh Dừng đứng hàng thứ ông ba. Ông Hội. Anh Dừng đứng tới hàng thứ ba lần hả? Ai thì không buồn thì trời. Vậy là thương anh Linh nhiều nhất. Anh nào để trong tim? Anh Linh. Anh Hiếu đi đâu? Anh Hiếu đi đâu? Anh Hiếu nè, hình thường. Để vô cái túi cái áo cái gì? Rồi, anh Hiếu đi đâu? Chị cho đồ nhiều quá hả má chị em như chị Đào rồi tên là gì tờ để nhớ là coi chị Đào em tên của nào? Chị Đào là tên gì Suka á Suka Maika 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 hả dạ Maika Suka Maika gỡ bữa nào rồi điện thoại ho cảm ơn vậy là Maika cho Maika cho người cho miếng toàn là đồ với son không phân mà toàn là đồ với nó người cho miếng thích không thích không thích có đồ mớm mà rồi mấy trái dưa hấu đó ở chợ tao cho luôn không cái này mớm mà cho nó nhỏ hết tiền con ổn còn ngàn hay hay còn 20 ngàn rồi hết tiền hả hết tiền đâu làm gì đâu không lại ở nhà không có làm gì hết tiền chưa Linh cho giờ hết tiền anh cho nghe chịu không dạ chịu dạ chịu giờ chịu phải không giờ chịu thì cho ăn cơm ca ăn bài này bây giờ có 12 giờ kìa có nước còn bây giờ ca ăn bài này đi anh cho tiền đó vô ca bài là có thưởng liền à ca bài lá trầu xanh ừ cái yêu cầu á khán giả yêu cầu trời hát luôn có tiền là ok có tiền là ok ba rồi ăn cơm ha có tiền là ok ba rồi ăn cơm ha vậy mà nói nó ấy gì trời nó cờ gì trời ừ nó thầy luôn cờ gì ngồi đây xe ta chở bên đó ở bên đó cái đường nhựa ở đây thì cái đường đất bên đây nè thấy ông bên kia cũng bơi xuồng nè đó, một cô gái bên đó cũng bơi xuồng cô gái bên đây cũng bơi xuồng ai cũng giỏi hết trơn nghe quý vị Suka bơi xuồng đi đổi nước nha bên kia cũng vậy luôn tại vì ở đây là ở trong quê mà ở trong cái đường đất nữa nghe cả nhà hello coi dâng lên ngập con ngập luôn trên cái lộ anh em bữa nay vô là không có vô được để gửi xe ngoài Suka phải bơi xuồng ra nước đó bơi về nha quý vị
số ca bắt đầu bay về nè. Cả nhà mà khi xem những cái là những cô bác mà ở nước ngoài á, rất là nhớ nhớ quê, cực kỳ nhớ quê luôn nha. Đúng rồi. Ừ. Không, Suka khinh mới nổi. Suka, Suka là có khả năng là ginh một lượt hai thùng nước luôn nha quý bà con. Suka này đẹp gái quá trời luôn, bữa nay Suka mập lên nữa. Cái này yếu hả, chứ xưa khinh ginh chục thùng luôn hả? Gì hả? Ginh chục thùng luôn. Ginh lặn chục thùng luôn hả? Trời ơi, dữ vậy. Để em khinh lên. Có giỏi. Cuộc dây cho. Đưa tiền rồi. Tiền rồi. Hỏi cuộc dây nó đưa tiền. Ok chưa? Quá giỏi luôn. Có lực sĩ nè. Lực sĩ. Đó, lực sĩ Suka đó. Khinh anh Linh còn được, nó không chi cái bình nước. Lực sĩ Suka nha. Đó. Hay quá hay. Này, để sát vô trong. Quá giỏi rồi, con gái quá giỏi rồi. Quá giỏi nữa. Quá giỏi. Cô gái giỏi nhất miền Tây. Rồi, quá. Bây giờ vô hát tặng vô, bà con bài luôn nè. Vô hát tặng nè quên. Ờ uống nước đi. Thương nhớ cơ bao làm đôi mình. Một lá trầu xanh thắm nở duyên, cứ mỗi chiều về tan bụi chờ, em còn hoài dòng bóng người thương. Anh hứa với em khi mình nên duyên nên nợ, thì một lá trầu xanh cũng nên vợ nên chồng. Ta thấm trầu xanh sẽ thêm đượm thêm nồng, mời sơn tĩnh sơn em gánh trò cá chờ trên con đê dài thân thấm đôi chân. Em không sợ nắng vàng làm héo lá trầu xanh, mà chỉ sợ người yêu chờ đợi buồn phiền. Dõi mắt kiếm tìm giữa bối chợ tan, lỡ chuyện hẹn hò tình duyên đôi lứa. Bài này là bài của quý vị khán giả yêu cầu Suka hát nha mọi người. Ở nhà muốn thích hát trong cổ bài gì đó thì cứ bình luận phía dưới, Suka hát sẽ gửi tặng tất cả mọi người hết. Nhất là cô bác xa quê ở nước ngoài là nhiều. Nhưng chưa dạo bị chết à. Nhưng rồi mà buồn sớm chờ bên hướng trầu xanh em chờ bạn chung tình. Mưa vừa cách ngân duyên kéo đôi mình, chờ dân ngỡ người sao anh không đến. Yêu nhau rồi ngại gì lầy lội bước chân, để em quay về thờ thững nhớ thương. Trầu nắng gánh hay nặng tình em thương nhớ, anh phụ em rồi anh không tới nữa. Để phiên chờ buồn heo lá trầu xanh. Còn lắm không? Còn. Bài nào khán giả cũng quá thu rừng tươi bờ bên bờ sông lạnh,
Em đêm bao lá rụng, một ngày thu tàn hiu quạnh, khung trời mùa buồn buông lạnh, ngỡ ngàng đứng bên cổng rào. Nhà anh đang nói cười rộn ràng, em hỏi thăm thì đưa đây ngày tân hôn, ngày vui mừng tân hôn của anh với người bên thường. Thôi rồi lỡ làng nỡ duyên ao, em lệ sầu thông quen lỡ con mong đợi. Mong đợi ngày mai chi hôm thăm duyên cớ san dội say hẹn, còn chi đi lệ ái ân lời đón để sao đành quên nhau. Lấy hơi nè, lên cổ ra. Lên cho hay nha. Trời ơi, hai thóm trầu xanh còn đang quăng trên đôi dây bé nhỏ. Nhưng gánh tình chúng đã gây đổ từ lâu rồi. Tiếng pháo rền vang và lẫn tiếng vui cười, anh sắp sửa chơi cùng duyên mới, em cũng bắt đầu làm một kẻ đơn côi. Muốn quay về cho khỏi thấy cảnh gai mắt trái tay, sao chân bước mà giá còn mong ở lại. Trời ơi, nỗi khổ đau của một người con gái 18 xuân xanh đã mang mới tuyệt tình. Anh vào nhạc hay quý vị? Sao có cái lo không hát, tại vì hát nếu mà có tiếng nhạc vô. Trên đường về lê trải bước chân quê, trên bến cũ con đò sao vắng bóng. Đợi sao không xót thương một người vô vọng, lại dội dần tánh bóng sang ngang. Mưa hay lệ rơi hoài trên áo, gió quyện ngàn sát pháo trên sông. Thu về rụng lá trầu xanh rụng lá là tình anh hết rồi. Một gánh trầu còn quần nặng đôi vai, như gánh nặng ô hoài muôn vạn kiếp. Mưa rơi lạnh buốt khung trời, anh phụ em rồi em còn biết tin ai. Ăn cơm, ăn cơm nhanh lên. Suka hát bài này nghe thấm thía quá. Ăn cơm. Hát bài này, hát bài này có nhớ gì không? Nhớ, nhớ vậy. Chồng hay gì? Trời. Chồng thiệt không? Là cái hồi xưa cũng buồn vậy đó ha. Buồn. Nhưng bây giờ cũng đỡ lại rồi, có anh chán là hồi xưa buồn lắm, nhưng mà ở với chồng còn buồn ha, ai hồi bây giờ đó. Nhưng hồi đó có khóc không lúc mà không, lúc có phụ về cũng lâu với giống giống trong bài ca luôn hả Suga? Giống giờ có Linh nào tức là cái cuộc tình của Suga giống như cái lời bài ca đó thì giống cái câu rơi lạnh buốt khung trời, cái câu mà cái câu mà anh sắp sửa vui cùng duyên mới đó. Em bắt đầu làm một kẻ đơn côi rồi đó. Ca bài đó nè, anh con nè. Hồi lúc mà mới chia tay chồng có ca bài đó không? Có lúc mới chia tay chồng có hát cái bài lá trầu xanh này không? Có. Hát thì nghe có thấm thía, có khóc luôn không? Có gì nào? Ai xem bữa nay chị Trăng rồi. Bận rồi. Rồi ăn cơm nha. Bây giờ có anh Linh đỡ là Suka. Đỡ đầu ngón chân giống em. Ai đỡ đầu ngón tay? Ngồi đây thôi chứ. Chúng khán giả còn thưởng nữa mà. Khán giả lì xì. Lì xì nữa hả? Ừ. Chịu không? Chịu. Tưởng không chịu. Chịu. Suka hát là khán giả lì xì. Phải có tiền. Phải cho mượn cái điện thoại coi. Rồi đó nói chuyện đây. Tôi thôi. Thì cái bài này là một khán giả ở nước ngoài
yêu cầu là Suka hát. Chắc cũng khán giả chắc cũng nhớ quê, cho nên thì nhờ Suka hát bài này chắc khán giả cũng nhớ quê dữ rồi nha. Đó thì bây giờ là anh sẽ gửi tặng cái số tiền của khán giả lì xì cho Suka nha. Chưa biết bao nhiêu để đưa ra là thấy để đúng nhắm mắt thì nhắm mắt thì đó. Ai vậy là được bao nhiêu theo mình tầm tầm coi. Tôi kỹ hả? Nhắm mắt hoài luôn. Nhắm mắt hoài luôn nha. Tôi ngày xưa đó, tới 5 giờ chiều đó. Ngày xưa mình đi hát đó, người ta bo coi nhiêu, người ta cho tiền á, nhiêu. Có nhiêu trăm. Kìa kìa hí hí kìa. Thiên có hí đâu, con mắt còn nhắm mắt. Trời không có hí nha. Hí là không được đó nha. Cầm bây giờ đón thứ ra nhiêu. Đón đón đi, đón ra đón một bài hát coi nhiêu tiền. Cỡ nhiêu. Đón đón thôi ra đi, nhìn nhìn dễ mà. Nhắm mắt nhắm mắt. Trời nhắm mắt. Thôi, nhắm mắt này. Không có gian gian nha. Tao có quay viên lại đó, tao biết rồi. Không có gian gian nha. Ăn gian là mắc quà đó. Cầm vô không bao mắc nha. Cầm vô không bao mắc nha. Đón này đó. Rồi, nhiêu tiền đó nó nhiêu. Vậy tao nhiêu, không nhiêu. Không hí à. Anh nói nhiều. Nhiều. Khó ăn quá. Không mở mở mắt lại lấy lọ đó. Có ăn mới đố. Đó. Thì kìa hí 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 à. Rồi đây, rồi đây. Tao đón nhất hả? Không biết. Biết, đón đi. Đón đi. Đáng cần có ăn tờ luôn nè. Ơi, à, nhiều, nhiều, nhiều. Không đủ ăn rồi hả nè. Đúng rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Đón đúng, đúng thì đưa. Ừ, đón tầm 500 hả? Nhiều. Có đâu. Đón nào. Tàu lớn nhất Việt Nam. Tại nhiều. Rồi chắc chắn đi, nói đi. Chắc 500. Rồi, mở mắt ra. Mở mắt ra. Mở mắt ra. Nếu mà được tầm này thì mấy tầm. Sai là lấy lợi. Sai là lấy lợi. Rồi mở mắt ra. Mở mắt đi, cho mở ra. Trời, còn lấy lầm. Rồi. Được có con tàu hả? Ai biết? Biết là không coi, mở ra đây. Mở mắt ra đi. Rồi. Rồi sai. Rồi sai rồi nha, rồi bây giờ cho đóng lại nè. Rồi cầm cái đi. Cầm cái đi, cầm cái đi. Cho đóng lại nè. Nhắm đây, nhắm mắt lại nha. Nhắm mắt lại, nhắm mắt lại nè. Ý à. Ta tờ thích lắm. Rồi. Không được cái ý nha. Đo đo thử coi, thằng nào bự. Dạ. Rồi tấm đó nhiều. Bự hơn. Bự hơn nữa nghe, nó bự hơn nữa nè. À, chắc chưa? Chắc. Rồi mở ra. Mở thử đi. Mở thử coi, mở thử coi. Trời ơi. Đừng hái tạ lên. Ai biết? Ở là gì rồi, mở coi. Không có đừng nói. Ô. Mẹ con lên ơi. Rồi mở lại nè. Nhắm mắt lại nè. Lại luôn tới chiều luôn. Nhắm nghe không chơi gian nha, không chơi gian nha. Rồi chơi gian. Cho cầm. Rồi. Rồi rồi rồi. Nó nghe. Thôi kìa hí kìa hí kìa. Rồi cho hí không hí dạ đó đó. Vàng ha. À, rồi, 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 tấm đó nhiều. Đó. Nhiều. 20.000. Hơi chừng 20.000. Thấy rồi, trời thấy cái gì kìa. Hát đạn toàn là như hả? Anh đánh nữa hả? Ai biết. Chắc chưa? Sai lấy lợi. Đó. Đánh đánh nữa. Không biết. Chắc chưa? Chắc thì mở mắt. Rồi. Lấy lợi. Thôi cầm luôn đi, cầm luôn đi. Chút có lấy lợi. Rồi, nó chơi nha, bây giờ. Nó mất cái đi. Rồi chị được nhiêu rồi, được nhiêu rồi. Được nhiêu rồi. Rồi. Rồi nè, tổng cộng 2 triệu. 2 triệu luôn. Cả ăn bài 2 triệu. Ê, nữa 2 triệu thang hả? Ở đó sao không biết ai giấu đâu hết tiền rồi. Gì? Sao giấu nó không thấy gì chứ? Giấu gì rồi? Sao không cài giấu đâu hết tiền hả? Để lên đếm coi. 1 triệu, còn mũi 2 triệu. Trời ơi. Xả luôn trời. Rồi. Rồi. Ừ. Rồi bắt đầu im lặng. Im lặng bạn 2 triệu luôn mà giấu tiền đâu hết rồi. Im lặng. Rồi nè, bây giờ nè, cái đó là số tiền là 2 triệu của chị Trúc ở Đài Loan. Gửi ủng hộ tiếp cho Suka là sửa nhà sắp tới. Cảm ơn nha. Cảm ơn ai? Cảm ơn chú. Tiếp vô cho cùng với Mạnh Thịnh Quân để mà sửa chữa nhà cửa cho Suka ha. Thì hôm gài cũng có nhiều bà con cũng ủng hộ cho 1-2 triệu tiếp cho Suka sửa nhà sắp tới, còn 1-2 bữa nữa nha cả nhà. Dạ, cái nhà chủ yếu theo dõi Suka sửa nhà mọi người. Cảm ơn, tụi em cơm được chưa rồi hả? Sửa phòng không? Dạ rồi. Sửa cái phòng đúng không? Sửa lượng sửa, luôn rồi. Sửa phòng là lấy chồng nữa. Sửa cái phòng mày lớn. Em bị bệnh mà. Có chồng cái hết bệnh luôn á. Rồi giờ cảm ơn chị Trúc ở Đài Loan đi. Trúc sao nè, Trúc buổi trưa à, chị Trúc yêu cầu cưng hát cái bài Lá Chầu Xanh lần nữa hả?
đâu có rồi. Mình vừa hát rồi đó, rồi chị Trúc lì xì cho 2 triệu để mình sửa nhà đó. Dạ. Cảm ơn chị Trúc. Cảm ơn chị Trúc nha. Chúc chị Trúc làm sao? Chúc chị Trúc đây. Chúc chị Trúc làm sao? Chúc coi. Bữa trưa thật thật nhiều hạnh phúc. May mắn. Chúc chị Trúc làm ăn phát tài. Chúc làm ăn phát tài. Có nhiều tiền. Có nhiều tiền. Để làm gì? Để làm gì? Để đi du lịch. Để lì xì cho Suga. Để lì xì cho nó. Để lì xì cho nó. Để nó nào. Đây nè cho con. Cái nào cũng nhận nhiều chưa? Để sau này đồ Cao có chồng cái là chị Trúc về nước. Về mời chị Trúc về đám cưới luôn. Hiểu không? Dự định có chồng với ai? Dạ anh Linh thì mưu hoặc rồi. Tại con bị bệnh chứ mà bây giờ ăn cơm. Bây giờ ăn cơm. Chị nào hết bệnh rồi lấy chồng phải không? Dạ, cho em chơi. Thôi hết bệnh đừng lấy Linh nha. Vậy lấy anh nào? Chứ người khác. Thôi. Thôi rồi. Trời, nó không chịu à. Bắt anh Linh bắt chạy ra nước rồi. Tại anh Linh cho tiền hàng ngày mà. Bắt chạy ra nước rồi đó. Thôi ăn cơm. Cho tiền hồi nào? Cho em tiền. Nhớ lộn rồi đó. Nhớ lộn rồi đó làm ngầu nha. Mà em có ăn hết đâu, không biết giấu lộn rồi đó. Tiền của mấy chị cho. Lúc đó quyến đâu hết trơn, không quyến nữa. Quyến đâu hay vậy? Rồi coi hết rồi còn đâu. Rồi để dành đi nha. Sửa nhà cửa rồi vô mua đồ lặt vặt thì tiền mà anh Hương Quân hỗ trợ đó rồi mình mua lặt vặt tiếp ha. Ăn cơm. Rồi. Rồi bye bye. Bye bye Suka. Ăn cơm. Rồi cảm ơn chị Trúc ở Đài Loan rất là nhiều để giúp đỡ cho gia đình của Suka. Cái điện thoại chúc chị nhiều sức khỏe. Rồi bye bye nha.